Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư ban hành khung năng lực số áp dụng cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể, dự thảo đề xuất 6 miền năng lực gồm: 1. Khai thác dữ liệu và thông tin, nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân, triển khai các chiến lược tìm, định vị và truy cập được dữ liệu, thông tin và nội dung, đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng, lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu, thông tin và dữ liệu. 2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, tương tác giao tiếp và hợp tác thông qua công nghệ số, đồng thời nhận thức rõ được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ, tham gia xã hội thông qua các dịch vụ công và tư và thực hiện quyền công dân, quản lý sự hiện diện, danh tính và uy tín của mỗi cá nhân. 3. Sáng tạo nội dung số, tạo lập và biên tập nội dung số, cải tiến và kết hợp thông tin và nội dung số vào vốn tri thức sẵn có, trong khi đó hiểu được hệ thống giấy phép và bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội dung số, biết cách đưa ra các hướng dẫn có thể hiểu được cho hệ thống máy tính. 4. An toàn, bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số, bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần, đồng thời nhận thức về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa nhập xã hội. Nhận thức về tác động của công nghệ số và việc sử dụng công nghệ số đối với môi trường. 5. Giải quyết vấn đề, nhận diện được nhu cầu và các vấn đề cũng như là giải quyết các vấn đề và tình huống trong môi trường số. Sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đổi mới quy trình và sản phẩm, cập nhật với sự tiến bộ của công nghệ số. 6. Sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, làm việc và cuộc sống một cách có đạo đức và trách nhiệm.